Ok, ngựa công trình đó. Trên. Dạ 17 là tối thứ ba. Bây giờ. Now up. Now left arm up. Right arm behind the back and then get your right foot. Bây giờ con hôm qua nó bắt con lấy vé. Don't hold the saddle. Tự gì con dẫn bạn con nó lấy cái vé cho anh đi Trung Quốc. Cái nó nói con là chiều nay là hạn chót xuất vé nha chị. Cái con nói không mày xuất vé luôn nên mày để đó cho chị thứ hai chị lấy. Không có sao đâu cậu, còn cậu muốn là nó giao lên cho cậu luôn. Cậu trả tiền cho nó nó có giấy tờ đàng hoàng. Bây giờ con nói cho cậu nghe như vậy. Hôm qua con mới gọi cho Arif. Relax completely, forget everything, school is finished. Holidays. Enjoy. Now you will fall asleep. Con nói cho cậu nghe, cậu đừng có ngại tiền lẻ. Trong Mỹ là nó xài tiền lẻ không nè. Nó không có xài tiền giảng, tiền nào cũng giống như okay, nhau. Cậu phải gửi ra cho cổ khoảng một. Okay, welcome. Very good, Jason. Very good. Okay, good. Now, hands on legs. Mẹ không có đâu. Chưa gọi mẹ. Thôi bây giờ con gọi cô Cúc đi để hỏi con thầy chưa. Drop your legs, good sir. Drop your legs. Relax your legs. Shoulders out. Mẹ. Bạn mà bên Mỹ thôi chị. Dạ không, bạn ở bên Mỹ mới về. Để lần nè. Good, okay. Work, work. À, chú Hồ. Nè, em nói với ổng nè. Anh nè, anh biết chị Diễm rồi. Anh chị đã nói nếu mà chị đồng ý thì chị đã đồng ý rồi, mà chị không đồng ý có nghĩa là chị không đồng ý, chị không có bao giờ thay đổi hết đúng không? Mày mẹ công nhận không, chị sẽ không bao giờ đổi giá. Khi mà ta đã nói giá này là giá này, ta không bao giờ ép giá ổng hết, nhưng mà chị sẽ không bao giờ đổi giá. Bây giờ ổng làm căn nhà bạc view, bây giờ ổng làm căn nhà Nguyễn Đồng Tuyển cho đàng hoàng, thì ta còn hai căn nhà đăng view cho ổng làm. Không mà ta khỏi cho ổng làm căn nào hết, đúng không? Bây giờ ổng nói đàng hoàng làm cho đàng hoàng, chứ không phải mà chị giỡn tính. Chị ma tính phải chục người. Very good, Cynthia. Very good. Okay, stop. Exercise, stop. Ông này quên mặt. Hàng chú Hồ. Cứ thấy mình quen là phải bớt quen, em biết mà. Thì cục vậy. À, chưa chị mới lên được. Hiện giờ chị đang trong vi đi cưỡi ngựa. Lower your hands. Don't pull on the rein. Very good. Very good. Okay, come on. Okay. Who wants to